Xin chào các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của mình là Trang Hòa Vlog nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói về chủ đề là kỹ thuật nuôi con ốc sên nha. Thì kỹ thuật nuôi ốc sên thì cũng khá là đơn giản thôi các bạn. Thì chúng ta chỉ cần tạo ra một cái môi trường có ánh sáng yếu, độ ẩm cao. Thì bởi vì con ốc sên này là loại sợ ánh nắng nha, ánh sáng nha. Thì ốc sên cần cái hơi ẩm nhưng là lại là sợ nước và vôi. Vì thế môi trường để các bạn nuôi con ốc sên này là cần khô ráo và không có vôi nha. Thì nếu có vôi thì sẽ ăn chân của con ốc sên rồi gây bệnh cho con ốc, cho nên là chúng ta không được có gãy vôi vô chuồng trại để nuôi ốc sên nha các bạn. Thì các bạn cần phải chuẩn bị một cái lớp đất thịt pha cát để cho con ốc sên này đẻ nữa. Ngoài ra thì tường bao quanh xung quanh để nuôi ốc sên các bạn thì có thể là ni lông hoặc là lưới che phủ để ốc sên không thể trốn thoát được nha, và cũng như là chúng ta quản lý được con ốc sên này. Thì chúng ta cũng nên là bổ sung một số các loại rau củ có cái giá trị dinh dưỡng cao như là củ cà rốt, củ khoai lang cho con ốc sên này ăn nha. Thì trong môi trường nhân tạo thì các bạn cần phải chú ý giữ vệ sinh và độ ẩm cho con ốc sên. Vào mùa đông thì khi nhiệt độ xuống thấp thì chúng ta nên thắp đèn để tăng nhiệt độ cho con ốc sên. Bởi vì các bạn, nhiệt độ mà dưới 28 độ và trên 36 độ thì con ốc sên sẽ rơi vào trạng thái là ngủ đông. Thì con ốc sên thường hoạt động vào ban đêm, cho nên nó cũng có cái tên gọi khác là ốc ma là như vậy đó các bạn. Vì thế là trước khi trời tối thì chúng ta hãy phun ẩm cho môi trường sống của con ốc sên để thức ăn của chúng vào trong đó luôn. Thì sáng hôm sau thì các bạn nên là dọn sạch chỗ thức ăn thừa của con ốc sên để đảm bảo vệ sinh cho cái môi trường sống của con ốc sên. Thì khi ốc sên đẻ trứng, ốc sên con sẽ nở ra sau từ 3 đến 7 ngày. Thì chúng sẽ ăn mùng bã hữu cơ trong đất. Vì thế chúng ta là không có cần phải chăm sóc mấy con mới nở này nha các bạn. Thì ở các nước á, việc sử dụng ốc sên nhiều như là nước Pháp thì người ta nuôi ốc sên với quy mô là công nghiệp nha. Thì họ nuôi ốc sên trong những cái trang trại rộng lớn đến cả 1 hecta nha các bạn. Thì tại đây thì con ốc sên sẽ được nuôi theo cái mô hình là bán hoang dã. Thì bằng cách là họ để con ốc sên trong những cái chiếc hộp gỗ có diện tích khoảng 1 mét vuông để đặt trong vườn xen với các cái loại cây cỏ mà cái loại ốc sên này thích nha các bạn. Thì chiếc hộp nuôi ốc sên này có nắp đậy là những cái tấm ván xếp không khít nhau. Thì việc này đảm bảo cho con ốc sên ra ngoài vườn ăn vào ban đêm rồi chui vào cái hộp này ngủ vào ban ngày lại nha các bạn. Vì là vật liệu bằng gỗ để hoang dã ở trong vườn nên nó có cái độ ẩm và độ mùn tự nhiên. Thì bên trong cái hộp đó các bạn, họ còn có thể để thêm những cái vách ngăn để ốc sên là có cái chỗ để bám nha. Thì cái con ốc sên này sẽ thoải mái ra ngoài vườn ăn những cái loại cây tươi ngon, non và sinh sản vào ban đêm. Thì với cách làm này các bạn, thì người nuôi ốc sên gần như là không có vất vả gì hết. Thì chúng ta cũng có thể để một vài loại củ như là khoai lang, cà rốt xung quanh hộp để bổ sung dinh dưỡng cho con ốc sên này khi mà chúng ta nuôi. Thì tuy nhiên là cái mô hình trang trại nuôi ốc sên mà tôi cho là kinh tế nhất là mô hình trang trại bán hoang dã. Thì chúng ta vẫn để ốc sên trong những chiếc hộp gỗ ở những cái vị trí là không bị ngập nước và đủ độ ẩm trong một cái khu vườn sản xuất nông sản. Thì xung quanh vườn cần có cái hệ thống là bảo vệ để ốc sên không có đi mắc nha các bạn. Thì như vậy chúng ta sẽ vừa thu hoạch ốc sên để bán, vừa thu hoạch nông sản để bán luôn. Thì thức ăn của loài ốc sên này thì rất là đơn giản. Thì nó, con ốc sên này ăn rất là tạp nha. Thì gần như là ăn hết tất cả mọi thứ, từ mùng bã hữu cơ đến các loại cỏ, những cái mầm cây. Thì sẽ là rất là lãng phí và tốn công sức nếu chúng ta nuôi ốc sên trong cái môi trường nhân tạo, hoặc là để riêng một cái diện tích nuôi với những cái cây cỏ, cây rau. Thì bởi vì vòng đời khá là lâu, từ 5 năm đến 20 năm tùy loại. Thì nếu chúng ta chăm sóc một cái con sên đợi tới 2 năm để có thu hoạch thì rất là mệt mỏi. Cho nên là tôi khuyến khích các bạn là nuôi ốc sên với cái mô hình là bán hoang dã lại vậy đó. Là vừa nuôi ốc sên, đợi cái thời gian thu hoạch và bán con ốc sên này thì các bạn phải lấy ngắn nuôi dài. Tức là chúng ta phải thu hoạch và bán những cái loại rau, những cái loại thực phẩm, những cái loại mầm
trong cái thời gian ngắn đó để lấy ngắn nuôi dài và nuôi lại cái con ốc sên trong khoảng thời gian từ 5 năm đến 20 năm tùy loại nha các bạn. Thì trên đây là một số cái kỹ thuật nuôi ốc sên ở nước ta, và đặc biệt là có cái mô hình ở nước Pháp nha các bạn. Thì đây có thể nói là cái mô hình nuôi tiềm năng, rất là tiềm năng trong cái tương lai nha các bạn. Thì cho nên là các bạn có cái nhìn khách quan cũng như là nắm bắt được cái tình hình hiện tại cũng như cái nhu cầu mua con ốc sên này, để các bạn có cái kế hoạch và lên cái ý tưởng để nuôi ốc sên sao cho phù hợp và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất nha các bạn. Thì xin chào các bạn. Tạm biệt.